Rồi cứ đi đi. Ai lỗ sắp tới. Hú 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 hú. Ai lỗ sắp tới. Hú 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 hú. Cái này bao nhiêu một tí nè?
dễ thương nha. Em cảm ơn Khương nha, đây đây đâu cầm giùm cho. Em cảm ơn. Trời, cái con này nó lẹ thiệt chứ. Ăn ngủ rẻ gì rẻ vô. Cái muối này thứ 11 rồi. Ăn cho dữ đi. Chính á, nên là khi nào mà chín á thì Tina sẽ làm món tiếp tục series sầu.